Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục giải đáp câu hỏi cho bạn đọc của báo Sức khỏe và đời sống. Chúng ta có câu hỏi của bạn Trần Hoài Linh ở thành phố Hồ Chí Minh gửi về, hỏi rằng bây giờ nước nôi là thứ quan trọng nhất nhưng mà chẳng hiểu thế nào cho đảm bảo. Nhà tôi cũng như bạn bè tôi đều muốn mua máy lọc nước gia đình sử dụng nấu nướng, uống cho đảm bảo. Nhưng lựa chọn như thế nào để có máy lọc nước đảm bảo hơn ạ? Xin được mời giáo sư Lê Huy Bá ạ. Để an toàn thì chúng ta cũng nên cần có cái giải pháp cho chính mình, tức là có thể có các hệ thống lọc tại gia đình để bổ sung. Để chọn lựa như thế nào thì theo quan điểm của tôi thì cứ chọn lựa các cái hàng thương hiệu nổi tiếng thì nói chung là nó có chất lượng tương đối. Tuy nhiên các cái loại máy thì nó cũng cần phải được đánh giá, không những tại cái thời điểm ban đầu sử dụng mà nó còn phải được giám sát, kiểm tra định kỳ để xem chất lượng nó còn bảo đảm không, nó còn vận hành tốt hay không. Thì thông thường ở cái hộ gia đình thì chúng ta thường cái khâu mà giám sát định kỳ thì chúng ta thường chúng ta lơ là, chúng ta không có quan tâm. Cho nên đó là một cái việc mà chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta sử dụng các cái thiết bị lọc.